Mới đây, lãnh đạo thành phố Long Xuyên cùng tổ công tác dự án nâng cấp mở rộng đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phố Long Xuyên và đại diện các sở ngành tỉnh đã khảo sát thực tế các hạng mục công trình đang triển khai gồm rạch Ông Mạnh, rạch Bà Bầu, rạch Cái Sân. Qua khảo sát thực tế và đánh giá hiện trạng, hầu hết các hạng mục công trình rạch Cái Sân, rạch Bà Bầu, Ông Mạnh đều có tiến độ thi công chậm. Đơn vị thi công tuy đã tăng cường nhân lực, vật lực nhưng vẫn chưa đảm bảo theo hợp đồng đã ký kết. Giải pháp thi công còn nhiều hạn chế, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục công trình. Trong khi đó, qua thời gian thành phố và địa phương thực hiện quyết liệt công tác tuyên truyền, giải thích, kết hợp vận động, hầu hết các hộ dân có nhà và đất bị ảnh hưởng đã đồng thuận, khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, di dời vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công thực hiện. Nhiều khó khăn, vướng mắc cũng được các sở ngành tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm tháo gỡ. Nhưng tổng khối lượng đạt được vẫn chưa cao, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, việc lưu thông đi lại của người dân. Do đó, lãnh đạo thành phố Long Xuyên yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu tăng cường trách nhiệm, quyết tâm hơn nữa trong thực hiện. Trong đó, phát huy năng lực nhà thầu, bố trí nhân lực, vật lực hợp lý để tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, kể cả ngày và đêm. Đồng thời kịp thời báo cáo tổ công tác những khó khăn vướng mắc, từ đó tranh thủ sự hỗ trợ của các sở ngành tỉnh và các phòng ban ngành thành phố liên quan, phấn đấu hoàn thành các hạng mục công trình theo thời gian tiến độ hợp đồng đã ký kết.